giờ đây, kính mời cậu con cùng đứng, đón đồng bước tiến vào với bài ca Con Đường Duyên Chúa. Trọng kính Đức Tổng Giuse, Tổng Giáo phận, Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận Sài Gòn. Trước hết, cho con được đại diện Cộng đoàn Dân Chúa giới thiệu sơ lược về họ đạo Gò Vấp đến với Đức Tổng. Họ đạo Gò Vấp chúng con theo tài liệu của Giáo phận Sài Gòn là một trong số ít ỏi những họ đạo có trên 120 năm hình thành và phát triển. Năm 1897, cha Louis Lambert được cử làm cha sở tiên khởi của họ đạo Gò Vấp. Năm 2018 vừa qua, họ đạo Gò Vấp chúng con được tòa thánh cho mở năm thánh kỷ niệm 130 năm thành lập. Theo báo Nam Kỳ Địa Phận viết thì Gò Vấp là địa danh tuy là nhỏ mọn trong Nam Kỳ lục tỉnh, nhưng chẳng phải là nhỏ mọn đâu. Vì bởi nơi đây sinh ra đứng thầy cả thánh, đó là Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lũ, linh mục tự đạo, người làng Thanh Thông xã Gò Vấp, gia đình chịu tự đạo ngày 7 tháng 4 năm 1861 tại Mỹ Tho, và ngày 19 tháng 6 năm 1998, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên phong cha thánh lên hàng hiền thánh. Đây chính là điểm son, là hạt giống tốt đã nảy sinh mà kết quả là cộng đoàn chúng con đã có được như ngày hôm nay. Ngày 28 tháng Giêng năm 2007, nhà thờ được cung hiến, bàn thờ được thánh hiến, và thánh lễ tạ ơn khánh thành nhà thờ mới
do Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận chủ sự. Ngày 7 tháng 10 năm 2012, cha Francisco Xavier Trần Mạnh Hùng được bề trên sai về nhận cha sở họ đạo và là cha sở đời thứ 19 của họ đạo. Nhà thờ được vinh dự nhận thánh nữ Anna làm quan thầy. Hiện nay họ đạo Gò Vấp chúng con có 750 gia đình công giáo, số giáo dân là 3.632 người, có tất cả 7 giáo khu bao quanh nhà thờ, mang 7 danh hiệu Đức Mẹ làm bổn mạng. Hội đồng mục vụ giáo xứ được bầu cử theo quy chế của tòa tổng giám mục với nhiệm kỳ hoạt động là 4 năm. Về sinh hoạt của họ đạo có các đoàn thể sinh hoạt thường xuyên theo đường hướng lãnh đạo của mỗi đoàn thể như gia đình Phật tử Thánh Tâm, Hinh đoàn Giáo dân Đa Minh, Hội các bà mẹ Công giáo, Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, Hội Lego Mary, Hội Mân Côi, Ban Lễ Sinh, và có 5 ca đoàn thay nhau hát lễ với đội ngũ gần 30 anh chị em giáo viên cùng với hơn 200 thiếu nhi được tổ chức học giáo lý hàng tuần vào sáng các ngày Chủ nhật cùng với các sơ, các dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, dòng Đa Minh Thánh Tâm, dòng Chúa Giêsu Hài Đồng, và thường xuyên có 2 thầy dòng hiến sĩ cộng tác dạy giáo lý vào các ngày Chủ nhật sau thánh lễ buổi sáng dành riêng cho thiếu nhi. Chương trình giáo lý được sử dụng do Giáo phận Sài Gòn biên soạn. Đó là tóm tắt sơ lược. Con xin báo cáo lên Đức Tổng và xin Đức Tổng bắt đầu thánh lễ. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Trước hết tôi xin kính chào cha thánh xứ, quý cha, quý thủ sĩ, quý hội đồng mục vụ và toàn thể quý ông bà anh chị em trong cộng đồng dân Chúa tại giáo xứ Gò Vấp. Hôm nay lần đầu tiên tôi được viếng thăm cộng đoàn anh chị em và giờ phút này cùng với anh chị em để dâng thánh lễ. Chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì qua lịch sử 130 năm và đặc biệt là chúng ta được sự nâng đỡ bởi gương sáng từ đạo của Thánh Phêrô Lự, cộng đoàn giáo xứ Gò Vấp đã từ ngày lớn lên phát triển không những là về cơ sở vật chất nhưng nhất là được tăng trưởng trong đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa Giêsu Mục Tử luôn luôn ở với chúng ta, hướng dẫn nuôi dưỡng chúng ta bằng lời và bằng Thánh Thể Chúa. Chắc khi hôm nay Chúa Giêsu sẽ ngự đến trong tâm hồn của các em lần đầu tiên được đón Chúa vào lòng, chúng ta cầu nguyện cho các em được mãi mãi giữ tâm hồn trong trắng và được nuôi dưỡng bằng lời của Chúa. Các em sẽ trở thành những người Kitô hữu tốt, những người Kitô hữu ngoan, để các em sẽ trở thành những chứng nhân của Chúa. Cách đặc biệt chúng ta thực hành bí tích thêm sức cho các con em của chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần để cùng với cộng đoàn dân Chúa những người trưởng thành chúng ta xây dựng giáo hội, chúng ta làm chứng cho Chúa. Ước gì cộng đoàn giáo xứ Gò Vấp là cộng đoàn đầy Chúa Thánh Thần, cộng đoàn đầy lửa, đầy gió, đầy sức mạnh của Chúa để xây dựng hội thánh và làm chứng cho Chúa. Với tất cả những tâm tình đó, chúng ta hãy sốt sắng dâng thánh lễ này. Xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm thiếu sót để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Chúa và cùng anh chị em. Tôi đã tặng tôi nhiều trong và anh chị em
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần Chúa cho chúng con, chính Người sẽ giúp chúng con bước đi vững vàng trong đức tin duy nhất. Chính Người sẽ liên kết chúng con trong tình bác ái ngày thêm sống động. Nhờ vậy, Hội Thánh Chúa sẽ phát triển không ngừng và đạt tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô là Thiên Chúa hằng sống và hiển thị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài đọc 1 được tóm tắt như sau: sách Tông đồ Công vụ tường thuật biến cố trọng đại xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần. Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ qua hình lưỡi lửa trong nhà tiệc ly tại Jerusalem, và ai nấy đều được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng địa phương khác nhau để làm chứng về Chúa Giêsu Kitô đã chết và phục sinh để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta cùng lắng nghe. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ù vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác
tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Lúc đó, tại Jerusalem có những người Do Thái sùng đạo từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói, những người đang nói đó không phải là người Galilee cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây có người là dân Thác-thi-a, Lê-đi, Ê-lam, Mesopotamia, Giu-đê, Cappadocia, Ponto và Asia, có người là dân Phrygia, Pamphylia, Ai Cập và những vùng Libya giáp với Kyrene, nào là những người từ Roma đến đây, nào là người Do Thái cũng như người đạo theo, nào là người đạo Coleta hay người Ả Rập. Vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Nội dung bài đọc 2 hôm nay trong thư gửi cho tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nói về tầm quan trọng của Chúa Thánh Thần, tức là thần khí, cũng như về các ơn hay đặc sủng mà thần khí ấy ban cho các tín hữu,
có được thời giáo hội sơ khai để làm nên một cộng đoàn, một thân thể hiệp nhất, yêu thương và làm chứng cho tính duy nhất của Kitô giáo. Mời cộng đoàn cùng theo dõi. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, không ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa nếu người ấy không ở trong thần khí. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự cho mọi người. Thần khí tỏ ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn chỉ là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được tràn đầy một thần khí duy nhất. Đó là lời Chúa. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, các riêng các con thân mến, có bao giờ chúng ta chứng kiến cái cảnh cháy nhà chưa? Ở Sài Gòn mà cháy nhà thì chỉ có chết thôi, xem sân đâu mà chết thôi. Chúng ta không có thấy tận mắt, nhưng mà chúng ta có thể xem ở trên TV, chúng ta thấy cái cảnh cháy nhà, và nhất là cháy rừng. Năm ngoái thế giới bị thiệt hại ghê gớm lắm, mới đầu năm nay cũng thiệt hại này.
không những là vì Covid mà thôi mà còn cháy rừng nữa. Bên Mỹ, cái vùng California nó cháy không khiếp mà cháy. Rồi nhất là gần chúng ta hơn nước Úc nữa. Cháy hàng mấy tuần lễ, bao nhiêu hecta rừng. Tôi có đọc rồi cũng quên rồi. Cháy khủng khiếp lắm. Mà gặp gió nữa, cho nên nó lại càng tai hại nữa. Chúng ta cứ tự tưởng tượng nhé, giáo dân của giáo sư Gò Vấp ở đây, mấy trăm người ở đây, giờ mỗi người cầm một cây nến thôi, có thấy nó nóng không? Đó. Rồi, những ngọn lửa đó giả sử bùng lên và bao nhiêu cái quạt nó thổi thì khủng khiếp lắm. Lửa mà gặp gió thì không thể cạn được hết, thì có mưa xuống thì may ra thôi. May quá cuối cùng là bên nước Úc gặp được một trận mưa, thế là mới dập tắt được, chứ không có thì vẫn còn cháy cho tới bây giờ. Thế anh chị em, tôi gợi lên cái hình ảnh cháy rừng, có lửa và có gió, để chúng ta hiểu một phần nào tác động của Chúa Thánh Thần trong đời sống của giáo hội. Chúng ta vừa nghe bài đọc thứ nhất, Thánh Luca kể lại trong sách Tông Đồ Công Vụ đó, cũng xảy ra một đám cháy, có lửa và có gió. Các tông đồ đang ở trong nhà tiệc ly, đang cầu nguyện cùng với Đức Mẹ, thì như lời Chúa Giêsu đã hứa, lúc đó Chúa Thánh Thần đến với các tông đồ, mà Ngài biểu lộ cái tác động mạnh mẽ của Ngài bằng hai cái hình ảnh, bằng hai cái sức mạnh. Chúng ta có thể cảm nhận được là đầu tiên đó là có ngọn gió như thể cuồng phong ùa vào nhà các môn đệ. Gió như thể cuồng phong, rồi Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa đậu trên đầu các tông đồ. Đó. Mà lửa đậu đó rồi mà có gió nữa thì khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Có thể nói là đã tạo nên một đám cháy vô cùng lớn, mà cháy thật. Các tông đồ lúc trước kia nhút nhát, sợ hãi. Chúa bảo anh em hãy đi rao giảng tin mừng khắp muôn dân. Đâu có đi đâu. Nhát, sợ. Đó. Nhưng mà hôm nay Chúa Thánh Thần ngự đến trên các tông đồ thì đúng là một đám cháy. Các tông đồ là đầy tràn ngọn lửa, đầy tràn sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Các tông đồ đứng lên rao giảng cho những người từ các nơi đến để đi hành hương ở tại Jerusalem trong những ngày đấy. Mà ai cũng thấy các tông đồ nói cái tiếng lạ hết á. Toàn người ngoại quốc thôi. Kể ra cả hàng chục người ngoại quốc đó mà hiểu được lời của các tông đồ rao giảng. Mà không phải chỉ có hôm nay mà thôi, các tông đồ đúng là cháy rồi. Theo cái ngôn từ mà chúng ta đang dùng, giới trẻ hay dùng đó, là các bạn này cháy hết mình luôn, nghĩa là nhiệt tình vô cùng. Rao giảng ở tại Jerusalem hôm đó là 3.000 người trở lại, nhưng mà không dừng ở đó, đi ra khỏi đất nước Do Thái, khỏi Jerusalem, đi sang vùng Tiểu Á, rồi đi sang Ấn Độ, đi sang Tây Ban Nha, đi khắp nơi đó, để rao giảng tin mừng. Bởi vì sao? Bởi cháy rồi thì không có dập được nữa. Chúa Thánh Thần đã đến rồi thì không dập được nữa rồi. Các ông một lòng một dạ hăng say đi rao giảng lời Chúa. Lúc trước kia Chúa bảo chịu khó vác thánh giá nhé, thì ông Phêrô là cái người đứng ra đầu tiên mà cản Chúa. Nhưng mà hôm nay là cháy rồi, cho nên đi mà không sợ gì hết. Ông thì bị đóng đanh, ông thì bị lột da, ông thì bỏ vào vạc dầu sôi, không sợ gì hết, cháy rồi, sống chết thôi. Thưa anh chị em, đó là tác động của Chúa Thánh Thần trong đời sống của các tông đồ. Và chúng ta thấy hôm nay Gò Vấp cháy chưa? Sắp cháy. Đừng cầu mong cháy nhà, nhưng mà hơn 3.000 giáo dân Gò Vấp phải cháy lên. Họ đạo của chúng ta được thành lập 130 năm rồi. Nó có những lúc thì chúng ta phát triển, có những lúc chúng ta hăng say, nhưng mà cũng có những lúc chúng ta cũng trì trệ rồi. Có khi chúng ta ngủ rồi, có khi chúng ta cũng an phận. Đó. Đó là cái quy luật tự nhiên trong xã hội thôi, quy luật tâm lý thôi. Bước đầu thì luôn luôn là phấn khởi hăng say, nhưng mà càng bước đi càng lâu thì lại càng trì trệ. Cho nên hơn lúc nào hết, chúng ta hãy cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần đến trên cộng đoàn giáo xứ Gò Vấp của anh chị em. Không phải chỉ đến trên các em lãnh nhận thêm sức mà thôi, mà đến trên tất cả mọi người lớn của chúng ta. Đôi khi chúng ta cũng dễ ù lì lắm.
mệt mỏi, công việc bận rộn, rồi ốm đau, bao nhiêu lý do có thể đưa ra, nó kéo chúng ta xuống, nó làm chúng ta trì trệ. Cho nên trong kinh cầu xin Đức Chúa Thánh Thần, anh chị em đọc mỗi ngày mấy lần, nó cầu nguyện cái gì? Xin Chúa. Xin Chúa Thánh Thần gì? Đốt lửa. Hàng ngày anh chị em xin Chúa cho cháy mà. Có phải không? Xin Chúa đốt lửa lên, cho chúng con cháy lên. Cháy cái gì? Cháy lửa yêu mến Chúa, đốt lửa kính mến Chúa trong lòng chúng con. Chúng con cần phải được cháy để chúng con xây dựng giáo hội. Trong cái lời nguyện đầu lễ để cầu xin Chúa Thánh Thần tới, chúng ta đã cùng với chủ tế xin Chúa Thánh Thần giúp cho chúng con được biết thăng say xây dựng giáo hội. Lãnh nhận Chúa Thánh Thần là để xây dựng giáo hội. Anh chị em thấy ngày hôm nay chúng ta có con em để lãnh nhận bí tích thánh thể rước lễ lần đầu tiên là để giúp cho chúng ta nên thánh, chúng ta được có Chúa trong mình. Nhưng mà bí tích thêm sức không phải là để cho chúng ta mà thôi, mà là bí tích để chúng ta xây dựng hội thánh. Mà muốn xây dựng hội thánh thì mỗi một người cần mở lòng ra để cho Chúa Thánh Thần hoạt động ở trong mình. Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc thứ hai đó, chỉ có một Chúa Thánh Thần thôi, nhưng mà Chúa hoạt động nơi mỗi người một cách khác nhau. Đã. Chỉ có một Chúa thôi. Đã. Có bộ phận, các bộ phận trong thân thể chúng ta nhiều lắm, nhưng mà chỉ có một thân thể. Và ngược lại, chỉ có một thân thể mà lại có nhiều chi thể khác nhau. Đấy, anh chị em thấy nhé, chúng ta là chỉ có một con người thôi, phải không? Đấy, nhưng mà có mắt này, có mũi này, có miệng này, có tay này, có chân này, có tim này, có phổi này, có gan này, vân vân. Nhiều bộ phận lắm, nhưng mà tất cả đều phải hăng say làm việc để cho thân thể được sống. Bây giờ cái mắt rất là tinh, nhưng mà cái tay không làm, không được. Mà cái tay làm, cái chân không đi thì cũng không có được. Tất cả mọi bộ phận ai cũng phải hăng say tích cực. Trong số anh chị em đây, chúng ta thấy có mỗi một người Chúa ban cho một ơn khác nhau. Đàn ông có, đàn bà có, người già có, trẻ em có, thanh niên thiếu nữ có, rồi người học thức có, người bình dân có người làm việc văn phòng, có người bán hàng ngoài chợ. Đó. Có người làm giáo lý viên, có người tham gia ca đoàn, có người tham gia trong hội đồng mục vụ này. Đó. Có người dạy giáo lý, rồi có các ban trùm giáo khu, giáo họ. Tôi thấy kể ra là bao nhiêu đoàn thể trong chúng ta, đó, vân vân. Thưa anh chị em, ước gì mỗi người chúng ta ý thức được cái vai trò, cái vị trí của mình ở trong giáo xứ để chúng ta tích cực hơn, hăng say hơn. Nhất là trong cái thời đại mà chúng ta thấy phát triển kinh tế, chúng ta ham làm giàu, chúng ta thích đi tham gia các cái công việc ở ngoài xã hội, rồi bận rộn công việc gia đình, chúng ta dễ lơ là lắm. Thưa anh chị em, cái thời đại của chúng ta người ta gọi là thời đại tục hóa. Tục hóa nghĩa là gì? Tức là người ta coi nhẹ Thiên Chúa, người ta dửng dưng với Thiên Chúa, người ta lạnh nhạt với Thiên Chúa. Dừng dưng lạnh nhạt với đời sống của giáo hội, dừng dưng lạnh nhạt với đời sống đức tin, và càng ngày càng rơi vào cái chủ nghĩa cá nhân, co cụm lại chỉ biết mình thôi. Hơn lúc nào hết, chúng ta cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần đến trên chúng ta, xin Chúa Thánh Thần đổi mới giáo xứ của anh chị em. Nhưng mà thưa anh chị em, chúng ta muốn xây dựng giáo xứ, chúng ta muốn làm việc tông đồ, chúng ta muốn đi truyền giáo, thì trước hết phải có Chúa ở trong mình. Phải có Chúa ở trong mình. Chúng ta muốn giúp người khác nên thánh thì mình phải thánh trước. Chúng ta muốn trao tặng Chúa cho người khác thì chúng ta phải có Chúa ở trong mình trước. Và chính vì thế hôm nay giáo xứ Gò Vấp cũng vui mừng được có con em lần đầu tiên được tiến lên rước mình Thánh Chúa, lần đầu tiên rước Chúa vào lòng. Thương như chúng con có hồi hộp không? Đó, hồi hộp lắm, bởi biết Chúa làm sao chưa? Thì mới nghe thôi phải không? Hôm nay mới được chạm vào Chúa này. Đó,
hôm nay Chúa trao phó chính bản thân Chúa vào tay chúng con này, vào miệng chúng con này. Chúng con nhận được một cái món quà của ba má cho, chúng con thấy gói đẹp lắm. Có bao giờ mình cầm gói quà mình xé toạc ra không? Không, phải không? Mình phải mở từng từ, đó, mở coi làm sao mình quý trọng cái món quà đó. Hôm nay món quà Chúa trao cho chúng con, món quà vô giá, đó là chính Chúa. Vậy thì chúng con đón Chúa vào lòng và Chúa ở với chúng con như là một người bạn ở với chúng con. Chúng con đừng có bao giờ đuổi Chúa đi nha. Có đuổi Chúa không? Không đuổi Chúa. Chúa ở với mình giữ lại. Chúa là người bạn với chúng con. Và vì là bạn, cho nên chúng con yêu mến Chúa. Chúng con siêng năng tham dự thánh lễ. Chúng con rước Chúa vào lòng. Rồi chúng con thường xuyên đi viếng Chúa, ngó xem bạn của con làm sao. Bạn của con ở đây này. Tôi thấy rất là tiếc bởi vì nhà thờ này, nhà tạm không có nổi bật. Đó, chúng con có thấy Chúa không? Thấy nhà tạm không? Thấy Chúa ở đâu không? Đó, nhà tạm này nó phải làm nổi bật hơn tí nữa kìa. Để cho mọi người vào thấy Chúa. Thì chúng con thấy ở đây, nhìn Chúa, thấy Chúa. Và chúng con viếng Chúa, chúng con nói chuyện với Chúa. Các con sẽ lãnh nhận rước lễ một cách sốt sắng nha. Còn riêng đối với chúng ta là người lớn, anh chị em cần phải có Chúa trong mình, siêng năng tham dự thánh lễ, rước lễ, cầu nguyện với Chúa. Không có Chúa trong mình làm sao chúng ta có thể trao tặng Chúa cho người khác được. Mình cứ nói mình đi làm việc tông đồ, mà coi chừng đó mình làm theo ý riêng mình. Muốn làm việc tông đồ, muốn truyền giáo, muốn xây dựng giáo xứ, phải có Chúa. Mà thật sự để cho Chúa hành động trong chúng ta. Ngày mai tháng 10, chúng ta bước vào tháng Mân Côi, tháng Đức Mẹ. Chúng ta ngắm nhìn Đức Mẹ. Đức Mẹ là một người có Chúa trong mình. Và vì thế cho nên Đức Mẹ đã truyền giáo rất tốt. Đức Mẹ đã mang Chúa đến cho người khác. Khi con Thiên Chúa đến nhập thể trong lòng Đức Mẹ có Chúa trong mình. Không phải chỉ là đón nhận Chúa trong thân xác, mà Đức Mẹ còn đón nhận Chúa trong tinh thần, trong đức tin, đón nhận lời của Chúa. Cho nên cuộc đời Đức Mẹ đầy Chúa. Và vì đầy Chúa như vậy, cho Đức Mẹ chẳng cần làm gì nhiều. Đến thăm bà Elizabeth, chỉ cần đến thăm thôi, thì Chúa làm việc ngay. Chúa cho bà Elizabeth đó được vui mừng. Và đứa con trong dạ của Elizabeth là ai? Là Thánh Gioan, đã nhảy lên. Đức Mẹ đâu có ngờ đâu. Đức Mẹ chỉ biết là tôi đi thăm thôi. Nhưng mà bởi vì tôi đi thăm có Chúa, với Chúa, cho nên Chúa làm việc trong Đức Mẹ. Cho nên hôm nay các em tiến lên rước lễ lần đầu, chúng ta cũng nhớ lại ngày xưa mấy chục năm chúng ta cũng tiến lên đây đó, rước lễ. Anh chị em hãy xin Chúa ở lại với chúng ta. Và chúng ta luôn luôn mở lòng ra để sự sống của Chúa hoạt động nơi mỗi người chúng ta. Kính thưa anh chị em, chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần đến với chúng ta. Xin Chúa đốt cháy lên, cháy mạnh, để cho giáo xứ chúng ta được đầy tràn sức sống, hăng say tích cực hơn. Và xin Chúa Giêsu Thánh Thể ở với các con, chúc lành cho các con. Amen. Mời các em thêm sức đứng lên. Kính mời cha sở giới thiệu các em thêm sức với Đức Tổng Giám Mục. Trọng kính Đức Tổng, kính thưa cha trưởng, cha bề trên, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đồng dân Chúa. Họ đạo Gò Vấp hôm nay của chúng ta đã được Chúa thương xót ban cho 32 em thiếu nhi được lãnh nhận bí tích thêm sức, và 22 em sẽ rước lễ lần đầu. Con xin xác nhận dưới sự chăm sóc, hướng dẫn và truyền tải đức tin của quý thầy, quý sơ và anh chị giáo lý viên cũng như các bậc cha mẹ đã giúp cho 32 em
lãnh nhận bí tích thêm sức hôm nay, cũng như 22 em rước lễ lần đầu, đủ điều kiện để lãnh nhận các bí tích mà do chính Đức Tổng Giám mục Giuse sẽ ban cho 32 em lãnh bí tích thêm sức và 22 em lãnh Chúa Giêsu Thánh Thể. Họ đạo còn đại diện cho họ đạo chân thành tri ân và cảm tạ Đức Cha. Giờ đây là nghi thức ban bí tích thêm sức. Kính thưa cộng đoàn, nghi thức ban bí tích thêm sức gồm 3 phần chính. Phần 1, tuyên xưng lại lời hứa khi chịu phép thánh tẩy. Phần 2, nghi thức đặt tay. Phần 3, nghi thức sức dầu. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay khi các em đã đến tuổi trưởng thành và hiểu biết, các em sẽ công khai nói lên niềm tin của mình trước Thiên Chúa và cộng đoàn một cách có ý thức. Mời cộng đoàn cùng đứng hiệp ý với các em sắp lãnh nhận bí tích thêm sức, lặp lại lời hứa khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Các con thân mến, các con có từ bỏ ma quỷ, mọi việc và mọi quyến rũ của ma quỷ không? Các con có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất không? Các con có tin kính Đức Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Các con có tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, đấng ban sự sống, đấng mà hôm nay nhờ bí tích thêm sức, các con sẽ lãnh nhận một cách đặc biệt như các tông đồ xưa trong ngày Người hiện xuống không? Các con có tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tiếp theo là nghi thức đặt tay và cầu nguyện. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, đoái thương ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên những dưỡng tử của Chúa đây, là những kẻ đã được tái sinh vào sự sống vĩnh cửu trong bí tích thánh tẩy, để Chúa Thánh Thần dùng ơn huệ dồi dào của Người làm cho họ nên vững mạnh và sức dầu làm cho họ nên giống Chúa Kitô, Con Thiên Chúa. Các em thêm sức cúi đầu. Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh các tôi tớ Chúa đây bởi nước và Thánh Thần, khi giải thoát họ khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa xin hãy ban Chúa Thánh Thần đấng an ủi đến trong những người này, xin ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức. Xin ban cho những người này đầy ơn kính sợ Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sau cùng là nghi thức sức dầu thánh. Các em sẽ được Đức Giám mục sức dầu thánh trên trán. Kính mời quý cha và cộng đoàn ngồi. Các em sẽ tiến lên trước Đức Giám mục để được Ngài sức dầu thánh. Cha mẹ đỡ đầu sẽ đi ngay sau các em. Khi Đức Giám mục sức dầu thánh thì đặt tay phải của mình trên vai phải của các em để nói lên trách nhiệm và bổn phận hướng dẫn cùng đồng hành với các em trong đời sống đức tin. Maria, hãy lãnh nhận ơn tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng con. Maria Catarina, hãy đã nhận ơn tín ơn Chúa Thánh Thần.
bình an của Chúa ở cùng con.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã ban tặng Thánh Thần là nguồn mạch mọi ơn sủng cho các tông đồ và tất cả những ai tin vào danh Con một của Người là Chúa Kitô. Chúng ta hãy vui mừng cảm tạ và tha thiết dâng lời cầu xin. Như Cha đã soi Thầy, Thầy cũng soi các con. Chúng ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse, Đức Giám mục Phụ tá Louis và mọi thành phần trong Hội Thánh biết vâng theo sự hướng dẫn thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, trung thành diễn tả dung mạo của Chúa Kitô phục sinh cho thế giới hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Các con hãy nhận vai Thánh Thần. Chúng ta hãy cầu xin cho các em lãnh nhận vi tích thêm sức và ước lễ lần đầu hôm nay được tràn đầy ơn sủng của Thần Khí làm cho vững mạnh, để các em vững vàng trong đức tin, bền đổ trong đức ái mà làm chứng cho Chúa Kitô trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cùng cầu xin. Chúa Thánh Thần sẽ dẫn đưa con người đến sự thật toàn vẹn. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho cha mẹ và những người đỡ đầu biết ý thức trách nhiệm và bổn phận yêu thương, hướng dẫn và nâng đỡ con cái trên hành trình đức tin. Đồng thời, xin Chúa giúp họ biết dùng lời nói và gương sáng để khuyên nhủ con cái sống theo gương mẫu Chúa Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn họ đạo chúng ta đã lãnh nhận bí tích thêm sức, được ơn canh tân cuộc sống và đổi mới tâm hồn, để trở nên những chứng nhân của Chúa Kitô trong môi trường sống của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ, để cuộc đời chúng con đầy tràn sự sống của Chúa Kitô. Và xin Chúa đốt lên ngọn lửa yêu mến trong lòng chúng con, nhờ Thánh Thần sẽ được ban cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa yêu thương các nghĩa tử Chúa đây bằng chính tình yêu Chúa đã dành cho con một Chúa. Chúa cũng đã ghi dấu thánh giá trên trán họ và sức dầu ban thánh thần cho họ. Họ sẽ hiệp với Đức Kitô để dâng mình cho Chúa. Xin cho họ ngày càng biết lắng nghe tiếng nói của thánh thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha ban những ơn huệ thích hợp cho mỗi thời đại và dùng nhiều cách thế lạ lùng để hướng dẫn hội thánh. Bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, Cha hằng nâng đỡ hội thánh để hội thánh luôn trung thành tuân phục Cha. Nhờ đó khi gặp thử thách, hội thánh không ngừng khẩn cầu Cha. Lúc được an vui, hội thánh không ngớt dâng lời cảm tạ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế hiệp với các thiên thần và các thánh, chúng con vui mừng ca ngợi Cha và tuyên xưng rằng: thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa.
Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa, trước hết là quý linh mục và tu sĩ phục vụ giáo xứ Gò Vấp ra đi về với Chúa. Thứ đến là các ân nhân, thân nhân của giáo xứ Gò Vấp đã ra đi về với Chúa. Xin Chúa cho những người này được chết như ý Chúa và được sống lại với người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang ngăn nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tin Chúa. Xin hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa Giêsu Kitô Con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa được cảm vô nhưng cầu chúng con có mọi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vương quyền, quy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
Đức Thiên Thiên Chúa đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa ban cho những người yêu mến Chúa bao ơn huệ phong phú của Thánh Thần, và Chúa cũng ban cho họ sự sống dồi dào của Chúa khi cho họ chia sẻ mình và máu Thánh Đức Kitô. Nay Chúa đã tăng thêm sức mạnh thiêng liêng cho họ, xin cũng giúp họ sống giữa thế gian như những con cái Chúa, những người được mời gọi sống tự do. Xin cho họ đem cả cuộc đời Kitô hữu làm chứng cho Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính mời Đức Tổng Giám Mục và quý cha đồng tế an tọa. Kính mời ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ thay mặt cộng đoàn có đôi lời chào mừng và cảm ơn Đức Tổng Giám Mục, quý cha đồng tế và cộng đoàn. Trọng kính Đức Tổng Giuse, Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Sài Gòn. Kính thưa cha hạt trưởng Giuse, quý cha bề trên, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố và kính thưa cộng đoàn. Con xin được đại diện cộng đoàn Dân Chúa Họ Đạo Gò Vấp xin gửi đến Đức Tổng Giuse lời chào mừng nồng nhiệt nhất của Họ Đạo Gò Vấp chúng con. Hôm nay, Họ Đạo Gò Vấp chúng con hân hạnh được đón tiếp lần đầu tiên Đức Tổng về thăm mục vụ và ban bí tích thêm sức cho 32 em thiếu nhi và cho 22 em thiếu nhi được rước lễ lần đầu. Đức Tổng kính mến, đáng lý ra Họ Đạo chúng con được đón Đức Tổng vào ngày 12 tháng 9. Nhưng do tình hình dịch COVID-19 nên đã được dời lại vào ngày hôm nay. Đó là niềm vinh dự và hạnh phúc của cộng đoàn chúng con. Họ Đạo chúng con xin được hết lòng tri ân và cảm tạ Đức Tổng đã dành cho Họ Đạo Gò Vấp chúng con thời gian và ân sủng của Chúa trong ngày hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho Đức Tổng Giuse muôn ân lành hồn xác để Đức Tổng được sức khỏe, an vui, hạnh phúc với các cộng đoàn Dân Chúa khắp mọi nơi. Kính thưa cha hạt trưởng, kính thưa cha bề trên và quý cha đồng tế, Họ Đạo chúng con xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cha hạt trưởng, quý cha đồng tế đã yêu thương Họ Đạo Gò Vấp, đã quý mến cha sở chúng con và đã hiện diện với chúng con hiệp dân thánh lễ đồng tế cùng với Đức Tổng cầu nguyện cách riêng cho Họ Đạo và cho các em thiếu nhi lãnh nhận các bí tích hôm nay. Chúng con cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố và toàn thể quý khách thân thương của Họ Đạo đã cùng với Họ Đạo chúng con dâng thánh lễ tạ ơn Chúa. Xin Thiên Chúa là người cha giàu lòng nhân hậu ban nhiều ân lành đến Đức Tổng Giuse, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố và toàn thể quý khách. Để tiếp theo, vị đại diện phụ huynh cũng có đôi lời tri ân đến các cha. Trọng kính Đức Cha, kính thưa cha sở, quý sơ và các anh chị giáo lý viên thân mến. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban xuống trên con em chúng con hồng ân bí tích thêm sức và rước lễ dưới quyền ban bí tích của Đức Tổng Giám Mục Giuse kính yêu. Trọng kính Đức Cha, chúng con xin hết lòng tri ân cảm tạ Đức Cha đã về đây với giáo xứ chúng con và xin Chúa ban xuống trên Đức Cha thêm nhiều sức khỏe và luôn sáng suốt tiếp tục chăn dắt đoàn con trong giáo phận. Kính thưa cha sở, chúng con cũng xin cảm ơn cha vì vẫn chu toàn chăm lo giáo xứ trong suốt thời gian qua. Xin Thiên Chúa ban xuống cho cha thêm nhiều hồng ân thêm nữa để cha mau lành bệnh, sớm khỏe lại tiếp tục là người mục tử chăn dắt đoàn chiên. Kính thưa quý sơ và các anh chị giáo lý viên, quý sơ và các anh chị giáo lý viên đã không quản nhọc khó khăn, không tiếc thời gian, vẫn luôn luôn cần mẫn, nhiệt tình hết lòng vì con em chúng tôi. Chúng tôi xin tri ân quý sơ và các anh chị giáo lý viên rất nhiều. Là phụ huynh, chúng con rất vui mừng vì con em chúng con được học tập, được sinh hoạt,
dạy dỗ và trưởng thành trong môi trường hiền hòa, thân thiện, lành mạnh của giáo xứ Gò Vấp và luôn nhận được sự quan tâm, thương yêu từ các anh chị giáo lý viên, quý sơ và quý cha. Điều đó sẽ giúp các con em của chúng con hình thành nên những đức tính đẹp đẽ, có ý thức trách nhiệm và luôn sẵn sàng cháy hết lòng, sung mãn trong phục vụ. Chắc chắn các con sẽ luôn trau dồi bản thân để sống tốt hơn, sống đẹp hơn và sống có ý nghĩa cho gia đình và giáo hội mai sau. Nguyện xin Thiên Chúa ban phúc lành cho quý đức cha, quý sơ, quý ông bà, cha mẹ và toàn thể các em thiếu nhi cùng toàn thể cộng đoàn có mặt trong thánh đường hôm nay luôn bình an và dồi dào sức khỏe. Xin trân trọng cảm ơn. Đại diện cho các bạn lại biết tích thêm sức và rước lễ lần đầu hôm nay, chúng con xin có đôi lời cảm ơn. Chúng con xin cảm ơn cha sở, quý thầy, quý sơ và các anh chị giáo lý viên suốt một thời gian qua đã dạy chúng con cách sống đức tin qua việc yêu mến lời Chúa, yêu mến thánh lễ, sống hiếu thảo với cha mẹ và yêu thương mọi người. Đặc biệt, chúng con cảm ơn cha mẹ, ông bà đã hết lòng yêu thương, chăm sóc chúng con nên người, luôn quan tâm dạy bảo chúng con. Ba mẹ, ông bà luôn bên cạnh chúng con, nhất là khi chúng con gặp khó khăn. Gia đình giúp chúng con sống đức tin, nên trong những ngày chuẩn bị lễ bí tích này, chúng con càng thấy rõ tình yêu thương và gương mẫu sống đạo mà ông bà, cha mẹ cùng vuốt bỏ đỡ đầu đã dành cho chúng con. Chúng con thay mặt các bạn lễ bí tích hôm nay, xin gửi tặng Đức Tổng và cha sở bó hoa lên lời cảm ơn. Xin cộng đoàn cho anh chàng pháo tay ạ. À. Xin cho một tràng pháo tay nữa để cảm ơn Đức Tổng, cảm ơn cha sở, cảm ơn quý cha. Con kính mời Đức Tổng giám mục ban huấn từ chỉ dạy. Kính thưa anh chị em, xin mời ngồi xuống 2 phút đi, khỏi mỏi chân. Tôi xin nói đôi lời vắn tắt thôi. Bây giờ đã là quá trễ rồi, 7:30 rồi. Trước hết là tôi cùng với các cha xin chúc mừng cha chánh xứ, tất cả các gia đình, toàn thể giáo xứ ngày hôm nay chúng ta được hồng ân trọng đại đó, 22 em được rước lễ lần đầu đó, và 28 em rồi 32 em được lãnh nhận Chúa Thánh Thần, chúng ta được những hồng ân rất là lớn. Thực sự là hôm nay thì các em xưng tội rước lễ lần đầu thì hơi bị chìm đi một tí, đúng không? Đã bị các anh chị thêm sức nó át đi rồi. Nhưng mà chúng con nhớ ngày hôm nay chúng con được ơn rất là trọng đại đó. Chúng con được thêm sức rồi, chúng con ơn Chúa trọng đại. Xin chúc mừng tất cả các gia đình. Chúng ta thấy đó là giáo hội chúng ta phát triển là cứ hết lớp này tới lớp khác. Thế hệ của ông bà, cha, mẹ, các anh chị qua đi rồi. Bây giờ tới các em này, đó, rồi xưng tội nhé, rồi 1-2 năm nữa lại thêm sức. Rồi năm nay chúng con thêm sức, rồi 1-2 năm nữa lại vào đời. Đó, cứ thế tiến lên. Giáo xứ chúng ta, giáo hội chúng ta phát triển bằng những cái lớp người cứ tiến lên kế thừa đức tin từ nơi các thánh tông đồ. Vậy thì điều tôi muốn chia sẻ với anh chị em một tí thôi, đó là chúng ta hãy cố gắng để phát huy cái gia sản đức tin đấy, phát huy bằng cách là chính chúng con là tiếp tục học giáo lý. Ta thấy hôm nay chúng con tổ chức thánh lễ tốt lắm, đọc sách thánh em bé thôi mà đọc cũng dễ dàng, câu nào ra câu đó rõ ràng lắm, hát cũng ngon nữa. Thấy ngon không? Đó, hát cũng hay nữa, đọc sách thánh hay, đọc lời nguyện giáo dân, lời nguyện tiến hữu cũng hay nữa. Đó, một cái lớp người trẻ xưng tội rước lên đầu thôi, thêm sức thôi mà đã tốt như thế. Đó là điều đáng quý lắm, do công lao của các cha rồi của ông bà cha mẹ dạy dỗ chúng con. Nhưng mà sau đó thì làm sao? Từ ngày mai chúng con có còn ngoan như vậy không? Cũng còn thêm được 1-2 năm. Nhưng mà sau đó nữa, rồi tới khi 18-20 tuổi có còn ngoan không? Thì cứ hứa đi,
nhưng mà chắc gì sẽ ngoan hết. Chắc gì là bao nhiêu em này sẽ là ngoan hết không? Biết đâu sẽ có những em không ngoan đó. Cũng như chúng ta thấy giới trẻ trong giáo xứ của chúng ta và giáo xứ giới trẻ trong tổng giáo phận và trong giáo hội Việt Nam chúng ta đâu có phải là ngoan hết đâu. Cách đây 5 năm, 10 năm, 20 năm các bạn ấy là những người rất ngoan, có khi ngoan hơn chúng con. Mà bây giờ các bạn đấy thì có người còn ngoan, có người thì ngoan vừa vừa, có người ngoan khá, mà có người không ngoan nữa. Mà phải nói rõ là những người có những người rất là hư rồi, rất là hỏng rồi nữa. Đó. Đó tại sao? Đó bởi vì thiếu cái sự tiếp tục đào tạo trong đời sống đức tin. Tôi muốn nói điều này đặc biệt với tất cả quý vị là những người lớn đó. Chúng ta lưu ý cái chủ đề mục vụ của Hội đồng Giám mục trong 3 năm này là đồng hành với giới trẻ. Con bé thì ngon lắm, lớn lên gọi là giới trẻ 18, 20, 25 tuổi thì bắt đầu nó bấp bênh rồi, nó có nhiều cái nó xáo trộn và nhiều cái khủng hoảng nữa. Cho nên anh chị em hãy quan tâm nhiều hơn tới giới trẻ của chúng ta. Được một số giới trẻ thì làm giáo lý viên ca đoàn hay là huynh trưởng tốt, nhưng mà các giới trẻ khác thì làm sao? Mà cái điều này anh chị em thấy xảy ra ngay trong chính gia đình của mình. Không gia đình của mình thì cũng họ hàng của mình, bà con lối xóm của mình. Chúng ta thấy giới trẻ ngày hôm nay làm sao? Đang khủng hoảng lắm. Mà nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta sẽ mất giới trẻ. Mà mất giới trẻ là mất tương lai. Cho nên xin tất cả anh chị em lưu ý về điều này. Những cái chủ đề mục vụ mà giáo hội đưa ra đó, thì qua lời kêu gọi của các cha xứ hay là của các tu sĩ, của những người phục vụ, anh chị em nghe và đón nhận. Có một điều chúng tôi rất là ưu tư, năm nào cũng có những cái chương trình mục vụ, nhưng mà rồi thì cuối cùng chúng tôi cứ ngồi cứ tự hỏi, không biết là mình ra những kế hoạch, những cái chương trình như vậy, không biết rồi giáo dân, các giáo xứ có hưởng ứng không. Mình thì mình băn khoăn, mình ưu tư, mình lo lắm. Mình ngồi đây các đức cha ngồi với nhau hay là các ban chuyên môn ngồi với nhau thì lo lắm, lo cái tương lai của giới trẻ. Nhưng mà không biết là các giáo xứ có biết lo như vậy không? Mà các gia đình nữa có biết lo không? Tôi hỏi vậy thì anh chị em bảo chúng con lo chứ. Lo thì có lo nhưng mà biết lo cho đúng không? Chúng ta không biết lo, không biết phòng xa, không biết chuẩn bị trước, để rồi cuối cùng khi mà nó vỡ ra rồi, con cái chúng ta hư, rồi bắt đầu ngồi khóc, rồi đi xin khấn. Trễ rồi thưa anh chị em. Mình không biết chăm lo đúng cách. Bao nhiêu chương trình mục vụ đưa ra, đôi khi chúng ta không quan tâm, chúng ta cứ nghĩ là thôi nó thừa thãi. Thưa không thừa đâu. Rồi chúng ta không quan tâm tới giới trẻ của chúng ta. Rồi tới khi nó xảy ra những chuyện đau buồn cho giáo xứ. Thưa cha, khấn cho con của con, nó hư quá rồi. Rồi khóc. Có nhiều người vào tôi khóc, xin khấn. Tôi bảo, tôi sẽ xin khấn cho, tôi sẽ cầu nguyện cho. Nhưng mà khóc thì muộn rồi. Bởi tôi biết rõ trước đây không chịu quan tâm tới giáo dục con cái. Thưa anh chị em, tôi chỉ xin chia sẻ một chút thêm như thế để tất cả chúng ta quan tâm tới những lớp em này này, em bé này, rất là ngoan, sẽ còn ngoan mãi. Rồi chúng ta hãy hưởng ứng những cái chương trình mục vụ của Hội đồng Giám mục. Giới trẻ còn 2 năm nữa kìa. Năm nay thì qua hết rồi và rất tiếc là Covid nó phá chúng ta nhiều quá, cho nên cũng bao nhiêu chương trình không làm được. Thôi thì vẫn còn lấy cái tinh thần đó và tiếp tục kéo dài nữa. Ôi, xin Chúa chúc lành cho giáo xứ Gò Vấp. Anh chị em nhớ cầu nguyện cho cha Sở. Cha Sở sống sót. Và cầu nguyện cha Sở được mau khỏe mạnh, bình phục để làm việc cho anh chị em. Và chúng ta thông cảm với Ngài. Nhiều khi cũng có lúc ốm đau, mệt mỏi thì nó không làm được những điều mình mong muốn. Muốn mà không làm được. Cũng nhiều khi chính bản thân tôi cũng vậy đó. Có nhiều ngày là cũng mệt. Mệt rồi nhiều khi mình đi, mình tính, mình sẽ giảng rất là hăng say lắm. Mà tới nơi thì nhiều khi mệt quá, ấp úng. Đó. Mình không làm được điều mình muốn. Cha Sở anh chị em bệnh cũng vậy. Không làm được điều mình muốn. Chúng ta hiểu, thông cảm và cầu nguyện cho Ngài. Rồi
Nhưng mà đồng thời chúng ta vẫn phát huy cái trách nhiệm của mình. Những điều gì cha sở không làm được thì Ngài nhờ các cha khác xung quanh đến làm giúp cho. Để có các cha dòng nữa, xin cảm ơn các cha. Đó. Rồi có các tu sĩ nữa, để ban hội đồng mục vụ nữa, cộng tác mỗi người một cách để làm cho sinh hoạt của giáo xứ được ổn định. Rồi xin Chúa chúc lành cho tất cả quý cha và toàn thể anh chị em. Kính mời cộng đoàn đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa là Cha toàn năng đã cho anh chị em được tái sinh bởi nước và Thánh Thần và nhận anh chị em làm nghĩa tử. Xin Người ban phúc lành cho anh chị em và gìn giữ anh chị em luôn xứng đáng với tình thương của Người. Đức Giêsu Kitô, Con một của Thiên Chúa, đã hứa cử Thánh Thần chân lý đến ở cùng giáo hội. Xin Người ban phúc lành cho anh chị em và cho anh chị em sức mạnh của Thánh Thần để can đảm và kiên trì tuyên xưng đức tin. Chúa Thánh Thần là Đấng bảo trợ đã đốt lửa yêu mến trong lòng các tông đồ. Xin Người liên kết anh chị em nên một và dẫn đưa tới hưởng niềm hoan lạc của nước Thiên Chúa mà không bị vấp ngã trên đường. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.